Quay chúng ta cái này. Không gặp trời mưa. Đó. Mà không gặp trời mưa đẹp thì chúng ta tổ chức một chương trình rất là hoành tráng, rất là vui chơi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi băng leo trời mưa. Khi nào anh Thịnh để tay thấp thì vỗ tay nhẹ, tay dơ cao dần thì vỗ tay to, thể hiện những hạt mưa nặng, hạt mưa nhẹ, hạt mưa nặng, hạt mưa nặng và mưa to trên đầu anh là mưa đá. Nha, rồi, tay bắt đầu. Mưa. Đây, đang mưa nhỏ lắm, mưa đi ti, chưa nghe tiếng. Chưa nghe tiếng, bạn nào nghe tiếng bắt này, có bạn nào nghe tiếng không? Vỗ tay nghe tiếng. Vỗ tay nhẹ mà không ra tiếng cái kìa. Đó, rồi nhìn tay anh nhá, mưa to dần nhá. À, chưa mà, mưa mới đang nhỏ mà. Chưa gì đã mưa nặng hạt. À, nhìn tay anh này, tay anh chính là những hạt mưa. Những hạt mưa đang rơi tí tách ở trường Lý Tử Trọng. Những hạt mưa to dần, to dần, to dần. Rất to, rất to, rất to. Mưa nhỏ lại, mưa nhỏ lại, mưa nhỏ lại. Vẫn đang mưa mà, vẫn đang mưa mà. Nhưng mà mưa nhỏ thôi, mưa nhỏ thôi. Đúng không? Nhìn tay anh nhé, nhìn tay anh này. Nhìn tay anh này. Nhìn tay anh này. Đây, đúng không? Cảm ơn em, đó, trời mưa thật là to. Hey, tay đâu, rồi, đặt tay lên nơi mà mình. Bạn nào ổn, có bạn nào ổn không? Bạn nào ổn nào, em ơi. Bạn nào ổn, anh bác này có tay lên mấy bạn. Làm bằng tay chứ không làm bằng miệng. Đây, chúng ta cùng khởi động với nhau một chút, chút này, cùng làm thế anh này, nhún xong rồi là ta cùng lắc Véo xong rồi ta xoa là ta cùng nhún xong rồi là ta cùng quay ra sau. Được chưa? Hồi nãy là có một bạn đấm mình rồi, bây giờ mình đấm lại này. Nhưng mà đấm nhẹ thôi nhá, đấm mạnh đầu đấy. Bạn nào đấm đau rồi, lên thế này nhá. Rồi. Nghe thôi, anh không cần nhìn anh nữa. Vừa chơi rồi, nhún rồi ta cùng nhún mạnh em. Bây giờ nhún mạnh, nhún như bầu nhún lớn ấy. Nhún xong rồi ta nhún xong rồi là ta cùng lắc đây, lắc cái mông mạnh nào. Lắc xong rồi ta lắc xong rồi là ta cùng đưa tay lên rồi ta cùng vỗ ồn ào đấy nhỉ? Nhưng mà chơi với anh Thịnh bạn nào mà không nghiêm túc ồn ào á, chỉ 2 giây thôi là anh Thịnh phát hiện ra là lên trên này ngay này, mà lên trên này thì phạt rất là nặng nha. Các bạn đừng vui chơi với mình bị phạt mình đứng trên này này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhá, một trò chơi cho các em này, trò chơi trước khi ta chơi một trò chơi ta hát bài đi, hát bài thật to. Em có biết tượng trưng cho ngày trung thu, vật tượng trưng cho đèn trung thu là gì? Nào bạn nào biết có quà nào? Vật tượng trưng cho đèn trung thu là gì? Rồi mời bạn kia đúng rồi, giơ tay cao.
ông Trăng. Sai. Ê con ơi. Ưu tiên các bạn nhỏ, em là gì? Nguyễn Sai. Em vật tượng trưng này. Ông Sai, đúng chưa? Đúng 50%. Và em lồng đèn ngôi sao đúng 90%. Các chị đây cho một bé một phần quà, đúng rồi. Vật tượng trưng cho chúng tôi chính là đèn ông sao. Tí nữa em sẽ có phần quà bây giờ. À, một tràng pháo tay thật lớn cho bạn nào. Wow, bây giờ chúng ta sẽ hát bài trước đèn ông sao nhá. Hát to bạn nào, hát to các bạn, hát to lên. Em quen được nhóm 59 rồi, chưa? Chưa, chưa có chồng. Hello đấy. Em tự giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em tên là Phạm Thị Ấn Nhi, học sinh lớp 4B trường tiểu học Nguyễn Tiến Trạng ạ. Cho bạn ấy đi vào trong một bên rồi. Em sẽ được anh Đình cho một phần quà. Em trả lời đúng câu hỏi. Rồi, cảm ơn anh Nhi rất nhiều. Cảm ơn em Ấn Nhi. Còn 100 phần quà nữa cơ. Có thích không? Đấy. Các bạn chuẩn bị được nhận hết 100 phần quà đấy. Nhưng mà phải chơi trò chơi với anh. Đấy chưa? Các bạn nào muốn chơi trò chơi giơ tay. Úi giời ơi, quà nhiều, 100 phần quà cơ mà. Đại diện khối 1 đâu, giơ tay nào. Các khối còn lại bỏ tay xuống. Khối 1 đâu. Lớp 1 đâu. Lớp 1 thế này. Chụp cầm cái này, chụp cái này. Thế mà chụp cái này nó bị rung. Cô chú ý chọn cho tôi hai em lớp 1. Tại vì mình cầm tay nâu nâu bốn. Lớp 2 đâu? Rồi. Cô chú ý chọn cho ban tổ chức hai em lớp 2. Lớp 3 đâu? Cô chú ý chọn cho ban tổ chức hai em lớp 3. Lớp 4 đâu? Cô chú ý chọn cho hai em lớp 4. Lớp 5 đâu? Lớp 5 ngồi xuống. Không chọn. Không chọn lớp 5. Rồi, trời ta. Hô to trời ta. Chưa nghe cái gì? Tiếp tay này. Trời ta. Nghe thấy rồi, lớp ta. Lớp ta ngồi thì ngồi xuống. Đây, ta. Rồi, nhấc chân lên em, nhấc chân lên. Quay cận mặt rồi nhé. Quay cận mặt. Thế này là gần. Quay cận mặt rồi. Thế này gần rồi, anh. Cho anh Đảng đi quay, anh Đảng cầm thường. Rồi, chúng ta có 5 chiếc ghế rất là mới. 5 chiếc ghế rất là mới mà có 8 bạn cơ. Vậy thì 5 chiếc ghế cũng được xếp cho anh 5 chiếc ghế. Đâu, nhạc anh nhờ đây rồi, nhạc đâu. Có 8 bạn luôn nhưng mà có 5 chiếc ghế. Trò chơi này ai vui, ai khỏe, ai nhanh, bạn ấy thắng. Mà thắng thì phần quà lớn lắm. Anh cũng biết không biết nó lớn như thế nào, nhưng mà chắc là lớn lắm.
Đấy, là các em cố gắng phải thắng trong trò chơi này. Nhảy theo điệu nhạc bạn nào? Trò chơi như sau, các em sẽ nhảy theo điệu nhạc. Khi nào nhạc dừng, các em phải chọn cho mình một cái ghế để ngồi. Nếu bạn nào không chọn được ghế thì sẽ loại mình ra khỏi cuộc chơi. Đấy là trò chơi. Và luật như sau, bạn nào nhạc đang tiếp với có nhạc mà anh nói gì kệ anh nhé, mà bạn ấy chỉ cần ghé cái mông vào ghế thôi, bạn ấy bị loại nhá. Bao giờ nhạc dừng thì mới được ngồi vào ghế, không dừng mà ngồi vào ghế loại, không dừng mà đặt tay vào ghế loại, không dừng mà đá chân vào ghế đều loại hết. Cứ đụng vào ghế là loại, hiểu chưa? Cứ đụng vào ghế là loại. Khi nào dừng mới được ngồi vào ghế. Và các bạn ở dưới, bạn nào không vỗ tay theo điệu nhạc, bạn ấy bị đưa lên đây, không được chơi trò chơi mà đứng cười một mình nhé. Vỗ tay xung quanh ghế. Bạn nào không nhảy không vỗ tay tự loại mình ra khỏi trò chơi. Anh Thìn khó tính lắm, chơi với anh Thìn là phải nghiêm túc, chơi đúng theo luật nha. Bạn nào không chấp hành luật bạn ấy bị loại nha. Các em rõ rồi chưa? Rõ rồi chưa? Nói to rõ rồi chưa? Rồi, nhạc bắt đầu. Nhảy xung quanh và vỗ tay. Vỗ tay to. Nhảy mạnh lên, lấy một ghế lên giúp tôi ạ. Mấy bạn lên chưa hồn quá? Em ơi! Đây mà! Bạn nào mà không quay ra đây? Không quay ra? Yeah! Bạn nào mà không lên đây không có quà? À, các bạn lên giúp tôi. Từ từ hãng đánh trống. Bụng tôi cũng đang sôi đây. Bây giờ em làm một lộn xộn này. Em nào mà lộn xộn không có quà nhá. Nhớ rồi, anh nói là bạn nào lộn xộn không có quà này. Được chưa? Rồi, nhạc đi. Rồi, các bạn bị lại đâu? Đưa ghế ra ngoài, đưa ghế ra ngoài. Tiếp tục chơi. Tiếp tục chơi này. Có đâm mạng cho bạn, có đâm mạng cho bạn, sao sẽ bạn. Rồi, cả đây, cả đây, cả đây, cả đây, cả đây, cả đây. Đó, nhảy đi, nhảy. Bạn nào mà đụng vào ghế rồi. Sắp tới nhà rồi. Ê, có một người bị loại rồi. Ê. Nhảy đi. Rồi. Một bạn bị loại tiếp tục vào ghế rồi. Các bạn phải nhảy như tinh tư. Rồi, bật vào ghế cho anh. Chuẩn bị ghế qua rồi. Nhảy đi, nhảy đi. Nhảy mạnh mẽ. Nhảy mạnh mà, bạn nào mà chưa tắt nhạc còn bỏ ghế. Cho mình tắt nhạc đây. Rồi thì bắt đầu cho xe lên. Ở dưới vỗ tay tôi đi nào.
Rồi, tiếp tục. Như vậy là phải làm rất là mạnh thôi. Còn hai ghế bên đúng không? Còn hai ghế bên đúng không? Nhảy mạnh lên, không có nhìn cái ghế. Đúng rồi, nhảy mạnh, nhảy lên, đúng rồi. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Nhảy lên. Rồi, rồi. Hai bên này nhảy mạnh đây. Để tay tay lên. Để tay lên. Để tay lên. Để chuẩn bị tay lên. Không được, không được. Bạn này không được chơi rồi. Bạn chuẩn bị bị lại đó. Trò chơi của anh là bạn không được đẩy người khác ra khỏi vị trí mà bạn là giành ghế nhá. Trò chơi là dành chung cho hai người. Nhảy xung quanh. Em đi xa ra, đi xa ra, đi xa bạn luôn. Đi xa lên. Nhảy lên. Cố tay tay, cố tay tay. Bạn này thắng, bạn này thắng. Rất là tuyệt vời. Bạn áo trắng này thắng rồi, bạn áo trắng ở đây. Rồi, bạn áo trắng ở đây nào. Em tên gì? Nguyễn Hàn Nam, lớp 4A. À, học cô nào mà giỏi thế? Cô nào? Cô Sen. Cô Sen đâu ạ? Cô Sen, cô Sen. Cô Sen không có tiếc. Tiếc nhỉ, cô Sen ngày xưa cũng dạy chú đấy. Rồi, giỏi quá. Vậy cô Sen rất là giỏi. Rồi, một phần quà cho bạn rất là giỏi thế nào. Rồi, đây là nhà vô địch. Rồi, rồi cảm ơn em rất nhiều. Rồi, tất cả các em xếp hàng ở đây. Nhanh nào, xếp hàng ra. Anh Đinh ơi, giúp cho ban tổ chức mỗi em một suất quà. Và ngay sau đây, đây là các phần quà cho các em đi nào. Rồi, chị Hồng lên đây, trao quà cho các em. Chị Hồng lên trao quà cho các em đi. Ngày hôm nay thì các nhà mạnh thường quân cũng kết hợp với câu lạc bộ thanh niên lập nghiệp của thôn 4, nhà máy Thu Hồng, hội liên hiệp phụ nữ xã và ban chấp hành đoàn xã tổ chức chương trình trung thu cho các em thiếu nhi tại trường Lý Tự Trọng. Vâng, và cũng thay lời cho ban chấp hành đoàn xã cảm ơn tất cả những nhà mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Và xin mời các em chúng ta về chỗ nào. Đây. Bây giờ thêm ơi. Thêm ơi. Muốn chơi không? Tí nữa nhé. Tí nữa bỏ tay xuống, tí nữa. Bây giờ chúng ta chuẩn bị muốn chơi nữa thì các em sẽ được thưởng thức một tiết mục văn nghệ do các anh chị đến từ giáo lý viên của đoàn giới trẻ Thánh Mẫu ạ. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức một tiết mục múa chung sống. Các em ở dưới nghe nhạc, các em vỗ tay cùng điệu nhạc nhá. Cảm ơn các anh chị giáo lý viên. Chị, chúng ta sẽ lên và múa cái điệu để hôm nay là ngày vui trung thu của tất cả các em thiếu nhi trên cả nước. Nhưng mà năm nay thì các mạnh thường quân cũng như là chị là đại diện của nhóm từ thiện nguyện sẽ làm vui trung thu cho các em ở trường Lý Tự Trọng. Xin mời tất cả các anh chị sẽ lên. Đây. Và xin mời tất cả các em chúng ta em giới trẻ chơi ta. Đúng rồi, các em đứng lên để các em sẽ vỗ tay theo các anh chị nhé.
chúng ta sẽ vỗ tay theo các anh chị. Các anh chị sẽ múa cử điệu một bài để chúc mừng hôm nay là ngày Tết thiếu nhi cho các em. Đây này, một bài tốt nhanh ấy. Như hai cái này này, nó quay được vị trí ban đầu. Chính là hai cái liền. Hai cái liền á? Như hai cái liền nó trở về vị trí ban đầu. Hai cái này, hai cái này, hai cái này. Đó, đó. Giáo lưu viên tắt phong nhanh lên. Hơi chậm đấy. Cái này của nhân thờ.
chưa khỏi lại.
của mình ngồi đi con. Bạn nào ngồi ngay ngắn, ngồi đúng lớp của mình và nghiêm túc thì bạn đó mới được nhận quà xứng đáng thôi. Các bạn nghe rõ chưa? Ngồi theo hàng đi cho cô đây nào. Chỗ nào nắng và bông vàng qua một bên dùng cho cô. Các bạn nghe rõ chưa? Ngồi thẳng cái hàng cho cô. Chưa lại một bữa đi cho cô nha. Bây giờ cô hướng dẫn nào. Các cô chủ nhiệm ơi, các cô ngày hôm nay hướng dẫn giùm em lớp nào đi theo hàng. Từng hàng một giống như chương trình này nuôi đất vậy đó. Nhận quà ở đây xong đó đi thẳng hàng về một vòng ra đằng sau lặn lên lớp từng người nha. Cứ lần lượt như vậy cho đến hết. Các con nghe rõ chưa? Các em nghe rõ chưa? Ai chưa rõ mà tập thì không tốt thu lại món quà này. Các con nghe rõ chưa? Rồi giờ chúng ta lần lượt nha, ngồi im lặng trật tự. Các con nhớ nha. Rồi, cô Thúy đã phổ biến rất là rõ ràng đối với các em. Xin mời hàng đầu tiên chúng ta đứng dậy. Của lớp 1 ra, của lớp 1. Rồi, các em lớp 1, cô Thúy điều khiển đến đâu, các em đi đến đó nhé. Rồi, các em đi nè. À, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, à, kính thưa quý thầy cô giáo, à, các em học sinh và chúng tôi năm nào cũng vậy. À, đoàn xã Tân Thắng phối hợp với hội phụ huynh người phụ nữ xã Tân Thắng và các nhà mạnh thường quân, câu lạc bộ thanh niên lập nghiệp ở thôn 4, nhà may Thu Hồng có những phần quà dành cho các em để cho các em có một chúng tôi thật là ý nghĩa. Và ngày hôm nay thì về với trường Lý Tự Trọng, trong mỗi anh chị của đoàn rất là vui mừng khi nhận thấy trên gương mặt của các em đều là một nụ cười thật tươi. Đây chính là những niềm vui nhất của các anh các chị trong ngày hôm nay. Và cũng có lẽ rằng đây cũng là niềm vui hân hoan nhất của nhà trường khi thấy những nụ cười thật tươi của các em có được một buổi trung thu thật là vui vẻ, ý nghĩa. Trường Lý Tự Trọng nếu mà ngoan ấy, sang năm ấy, là đoàn xã tiếp tục về với trường Lý Tự Trọng nhá. Nhưng mà phải thật là ngoan. Các em đi từ từ thôi, các em đi từ từ thôi. Đi từ từ, đi từ từ. Đi từ từ về hàng thôi, đừng có chạy nhanh quá. Bye.